nha. Tôi đang có mặt tại xã Phượng Kỳ, Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Và trong buổi ngày hôm nay 26 tháng 11 năm 2023, tại đây có diễn ra một sự kiện vô cùng đặc biệt. Các bạn cùng quan sát trên tuyến đường rất nhiều những cổ động viên cũng như là những treo đã đến đây rất sớm để tham dự một cái chương trình đó là giải bóng truyền nam xã Phượng Kỳ mở rộng năm 2023, chào mừng kỷ niệm ngày lễ lớn của dân.